bạn hãy mua bản quyền AMK chính hãng để tránh khỏi những nguy hiểm tiềm tàng từ phần mềm crash, phần mềm lậu. Chi tiết truy cập tại amk.pro. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về khái niệm biến toàn cục. Thì trước đó thì mình có nói là về một cái biến bình thường, chẳng hạn như mình có cái biến tên mình. Đây các bạn nhìn, một cái biến bình thường thì nó chỉ có thể truy cập được ở bên trong cái function tạo ra nó. Còn nếu mà giả sử mình tạo một cái function mới thì không thể lấy được cái biến tên này từ cái từ cái function xin chào này. Chẳng hạn nhé, các bạn dùng message box ở trong cái function xin chào thì khi chọn biến variable nó sẽ không có cái gợi ý nào. Các bạn muốn có thể lấy được cái biến tên này, name này từ function xin chào thì các bạn phải truyền vào một cái argument là name. Sau đó các bạn gọi function xin chào rồi truyền cái tên này vào thì cái function xin chào này mới có khả năng là sử dụng cái biến tên. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn về biến toàn cục. Biến toàn cục có thể được truy cập từ bất kỳ function nào. Các bạn chỉ cần sửa tên biến bằng cái dấu thăng ở đằng trước thì nó sẽ đổi thành màu tím này, màu hồng, màu tím này, thì nó có thể truy cập được bất cứ đâu. Chẳng hạn như ở trong cái function xin chào mình tạo một cái message box, ở đây nó đã có cái gợi ý name rồi đó. Bây giờ mình thử gọi function đấy xem nó có chào đúng không nhé. Đó, còn nếu mà mình sửa thành biến bình thường cục bộ, biến bình thường gọi là biến cục bộ chỉ có thể truy cập ở cái phạm vi là function tạo ra nó. Đấy, thì bây giờ không thể lấy được. Tương tự, chúng ta có thể tạo một cái biến ở trong function chào như này, tuổi 32 thì sau đó chúng ta gọi cái function xin chào này thì chúng ta vẫn có thể lấy được cái biến tuổi này. Đây, mình phải đặt lại là tuổi. Đây. Sau đó chúng ta gọi message box ra thì nó vẫn lấy được nhé. Nhưng với điều kiện là bạn phải gọi function xin chào để nó có thể tạo ra được cái biến này. Còn nếu các bạn không gọi function xin chào thì sẽ không lấy được, bởi vì cái lệnh tạo biến toàn cục này chưa được kích hoạt. Biến toàn cục rất là hữu ích trong cái việc mà tạo giao diện cửa sổ cho AMK.